Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Trong video hôm nay em xin gửi tới mọi người bộ đôi sản phẩm đèn gầm của Toyota Innova 2013 đến 2014. Nó lắp chung với Camry xuất Mỹ 2007, sản phẩm của hãng HIPPL. Đấy. Đây là quy cách đóng gói phía bên ngoài, đây là mã vạch này. Quy cách đóng gói phía bên ngoài của từng chiếc đèn. Đây. Ở bên này, với mã đèn này thì người ta có đề luôn trái, phải, tức là lái và phụ. Em sẽ mở ra để cho anh em cùng xem. Mỗi một chiếc đèn được đóng trong một hộp như này. Với cái loại hàng liên doanh của hãng này, theo đánh giá chất lượng về cái mặt mica này, với cái bộ sản phẩm này thì anh em có thể nhìn về cái mặt mica bên ngoài nó rất là chuẩn, rất là sáng. Thứ hai là cái lớp trắng bên trong ấy là nó không có bị lổ gì. Với cái bộ sản phẩm này thì nó không bao kèm bóng. Những cái bóng khi anh em mở ngoài thì nó không đáng bao nhiêu. Nếu mà mình dùng led hay xe lông thì em nghĩ là nó cũng tùy vào cái kinh tế của từng người. Nhưng em sẽ giao cho anh em một bóng. Đó chính là Philips Star 12V và 65W. Đây. Nó có hai tùy chọn, thì một loại là Philips Star và một loại nữa nó là bóng cú mèo. Nhưng mà hôm nay anh khách của em thì lại chọn lấy loại bóng Philips Star. Nó đắt tiền hơn một chút nhưng mà cái ánh sáng của nó thì khá là tuyệt vời. Vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua với mọi người bộ sản phẩm, đó chính là đèn gầm của Toyota Innova 2013-14 và Camry 2007 xuất Mỹ. Cảm ơn anh em đã mất chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, hỗ trợ, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.